Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Ok, hôm nay tiếp tục quay clip rồi đúng không? Hôm nay mình quay mở dương cho bạn đúng không? Thì được con Legendary kêu bằng quen đúng không? Bạn kêu quen đó. Golem này với bạn này xin đấy, Fitmode lại rời Grand nữa. Thăm biệt 52, ok bạn này đã về Grand rồi, tốt rồi. Chứ chỗ này yếu á, bạn nên không ấy. Fitmode bạn này bạn ngoại quốc vào rồi, bạn nào đang chia sẻ màn hình đấy. Ok, hôm qua kiểu giảm tối qua họp á bạn. Golem bây giờ bạn ấy đã lên chức 4.900 rồi, cố lên. Ô đã xét lại điểm rồi bạn ơi. Ơi nhầm, đâu nhỉ, bạn ấy đây, kích luôn, ấn nhầm, mày cho lên chức bạn ạ. Đâu nhỉ, mình bạn yêu mi, bạn này cũng không phải Việt Nam mà thôi, mình cứ để bạn này đây nhé. Đồn nết thì mình mới chọn lại, không à biết hậu quả đấy, ăn kích còn gì nữa. Shop mình có may bán gì đây, trời bán những cái của kế. Ok, giờ mình chơi nha, tháng này chúng con chiêu que này mình đã nâng cấp lên level 2 rồi. Giờ mở dương này, kim cương không có, kim cương không có epic luôn bạn ơi, buồn quá. Giờ đánh nhá, mình đoán là chắc sắc cũng sắp bị sẽ điểm lắm bạn, nhưng mà chắc là mai, chắc là đêm mai chắc, mình nghĩ là vậy, nhưng mà mình chưa, mình tiến mình vào xem còn bao nhiêu thời gian nữa là bị xét nha bạn nhá. Ok, cái anh kia tem hacker ghê quá, hacker ấy được lắm. Hầu lưu cầu rồi, xuất chợ đánh ai chỉ vui vui bạn. không tầm thường, chết từ rồi. Canon khai bằng hỏa, các bạn dính sẵn thoái nhập thành nha, bạn ra thì mình còn giết luôn. Hay à, cung bạn này bắn đau thế, may quá bạn đấy, mình bạn đấy mà chưa dùng cung mà khóc ghê, khóc để đánh lượm đi tí. Chứ con này, con holo con này là hai pháo nhân thạch của mình ở đứt. Ok bạn em mất pháo nha bạn nha. Bạn này xem tình bạn ấy nào ấy, mình cướp holo con này luôn này, cướp cho holo con này của mình ở thành luôn. Thôi tí nữa cướp rồi bạn, đau lòng chim mẹ không sao. Winner anh em ơi, ui trời ơi, chơi hũ máu mà holo cần nai nè, chơi đi. Ơi mình xem à, còn 14 giờ rồi bạn, tối nay là xét điểm rồi. Bạn tắc kè đây, bạn đã lấy lại được top 1 Việt Nam rồi. Chẳng qua bạn ấy không thích lấy còn đâu, bạn ấy lấy lại được ngay. Bạn ấy chơi rất hay rồi nhé. Đây rất nhiều bạn đúng không, rất nhiều bạn chơi hay. Nhiều bạn chơi hay á. Bạn Go này mình thấy bạn này có vẻ chơi ghê ấy nhỉ. Chết rồi, sao mạng lại quay tròn rồi. Go bạn này cảm giác như 5.900. Bạn này giống kiểu bỏ game ấy nhỉ. Phải đánh nhận nha. Mọi người á, lại tìm đối thủ tiếp nào. Ta lại đánh nha. Ta phải tìm đối thủ ta đánh đấm tí nào. Argentina này nếu mà để so sánh về đội bóng, là đội bóng Argentina khá là mạnh nha bạn nha. Có siêu sao Messi ấy. Argentina đúng rồi, Messi ạ. Còn bùa nha là Ronaldo, Brazil là Neymar, Mbappe là Pháp. Việt Nam có Quang Hải, nhiều Việt Nam mình nhiều cầu thủ lắm nhưng mà không được nổi tiếng như họ ấy, đúng không các bạn? Không sao, cứ đánh nghe bạn ơi,
tự tin đánh ván này luôn. Hột cái đấy kệ đúng không? Đánh ấy, đánh hết mình, chơi hết mình là nhảy sập sình, nhảy sập sình là lên trên đỉnh. Ôi em toang rồi, xem hòm hùm mòm hùm nô cần nhai rồi. Không sao, chơi hết mình bạn ơi. Đúng không các bạn, chơi hết mình là chơi hết mình, cứ hết mình ván này win rồi bạn ơi. Cầm chắc phần win trong tay rồi. Tiếp chiêu phản thạch của mình nè, không đau tí nào. Good game. Cướp luôn holo cần này. Win à, holo cần này chết nha các bạn. Nghe tiếng các bạn nghe tiếng nó đổi lại chưa? Cộng 25, trời ơi sao cộng nó còn ít thế. Tiếp tục anh em bạn ơi. Hốt cái deck gì nhỉ? Yeah. Tối qua họp thì gặp mình bạn ra mình không chơi giờ hôm qua cho mấy bạn chia sẻ màn hình. Còn tối nay mình không biết mình có họp được không. Rồi có anh em nào đang xem clip này mình hãy cho mình nhanh nhanh chia sẻ và like đăng ký kênh ủng hộ mình đi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Một chém là em đứt ngay. Holo cần ai. Con cấp 10 này đánh đau quá bạn ơi. Chết con holo cần ai của mình rồi. Ván này thua rồi. Quân bạn này mạnh ngay mà. Epic level 7 kìa bạn nhỉ. Chém cho chỉ có cụt nhỏ mà thôi. Bạn này quân khỏe lắm, không đánh được. Cướp holo cần nai luôn, cướp holo cần nai luôn. Vũ khí cậu bằng chuột. Đại vệ. Cậu chuột anh hùng. Cậu chuột anh hùng. Cậu chuột anh hùng, cậu đi. Pháo nhân thạch anh hùng. Pháo nhân thạch anh hùng. Pháo nhân thạch anh hùng. Win ngọc. Ok các bạn ơi. May còn tổ lốc ấy. Mình mới win ngọc. Chuyện yeah. May pháo của mình 960 ra mẹ. Mà trong khi đó bạn ấy còn 9. Bạn ấy nghĩ một con xương. Bạn ấy chưa làm gì được. Cũng may mình cho pháo vào chủ xương chọc một phát là win luôn. Chứ bạn đấy thành mình sắp sụp đi đâu nữa. May có tổ lốc đẩy về. May quá bạn. Có cậu chuột nữa. Không thể kể công với con chuột được. Nó quá anh dũng, nó bắn vào thành. Phải nó bắn hết mình, nó cứu mình rồi các bạn. Phải cảm ơn nó đúng không? Chuột đấy, các bạn đừng khinh thường chuột. Khinh thường là chết người đấy. Ok. Có kêu quen, có phóng em thành này. Anh đừng chết. Tí nữa thì em toang ạ. Ôi gặp phải bạn chưa hiệu ứng rồi. Con bóp cu con demon kìa kìa. Con quỷ ấy bạn. Bạn ấy chưa hiệu ứng rồi. Holo cần ai. Đừng có bắn nữa. Bạn ấy lại bắn được rồi. Cay thật đấy. Ai à. Bạn này chơi khó chịu thế nhỉ. Nện này. Nện trong một chưởng của anh em. Chết rồi, trận đấu căng quá. Con sói của bạn ấy kìa lại được bơm máu kia thì bạn biết ngay mà, bạn ấy chơi thủ về lết, bạn ấy mới bắn cho.
Ván đánh cái ván này mình win rồi đấy, nhưng mà bạn này chơi ấy quá. Bạn này kiểu có kiên đó bạn. Chị thanh cấp 10 ván này thua rồi, gặp những bạn chơi hiệu ứng này thua cao quá bạn ạ. Không có cơ hội chống đỡ đâu. Giá như bạn này không chơi kiên đó bạn ạ, thì mình win cao rồi. Thì lại win của mình là nó cao. Bạn này toàn chơi kiên thôi. Bạn ấy toàn chơi kiên thôi mà, rất khó để đánh á. Chơi lên 3 kiên, 3 cái máu thành rồi không thì mình thừa công phá hay đâu đó. Rồi, trận này lại gặp bạn cấp 13 rồi. Gặp ai không gặp, gặp đúng chùm đối thủ. Này, chết rồi. Không khác nào mà ấy rồi. Không khác nào thóc đi vào mồm chuột rồi bạn ơi. Quá anh em vào này ạ. Holo của Nai mình mới đây vào một yếu quá bạn. Rồi. Em lại toàn ván này thật rồi. Bạn này chơi nguyên xương. Xương bạn này phải nói quá khỏe luôn. Mình không thể nào mà chống đỡ được. Siêu quan của mình bất lực trước cái đàn xương này. Quật quật cho kìa, nó sọc cho kìa. Đau phải nói thấm tận ấm chè luôn á. Nào, anh nệ cho các chú một quả pháo nhân thạch. Anh bắn các chú một căn ông. Rồi, và mình đã thua. Cấp 13 quân khỏe đấy bạn. Cảm giác như đánh muốn tắt thở luôn, tắt thở sợ rồi. Rồi em lại gặp cấp 12 tiếp, không gặp cấp 10, cấp 11 nữa rồi. LG Lander Thái Lan. Ok, chào bạn Thái Lan nhá. Hôm nay mình quyết tâm Việt Nam đè bẹt Thái. Ok, rồng vàng đè bẹp bàm những chú hổ ở đâu, rồng vàng à ở đâu, Thái Lan là voi chiến, đúng rồi, mai mình sẽ quyết tâm hạ voi chiến. Nhưng mà gặp mấy bờ đồ chơi kiên này không được rồi, à chơi tượng không được rồi, em lại toàn nát người, tan xương nát cửa rồi. Băng mới level 9 á, cần 800 thẻ mình à, cần 1000 là cần ấn và cần 800 thẻ lên nữa. Phải nhân thạch đâu, ván này em lại thua rồi. Thua rồi bạn ạ, ván này thua rồi, không nghĩ ngợi gì nữa. Cấp 12 mạnh quá. Trời ơi. Tôi chơi hai ván đi. Em lấy cái dương mà khó thế trời. Bạn này, cấp 11 rồi, cấp 11 còn đánh tạm bạn ạ. 111 UAE 111. Ô. Cái clan này mình gặp rồi này, nhưng bây giờ lại gặp lại, có nghĩa là gặp những thành viên của từng clan đó bạn. Chết tôi rồi, ra holo cần này, này đánh được gì? Chín tám chín sáu băng hay vật tám à, tôi không hiểu tại sao cho nó cứ rút vào cái dậy vậy trời. Cái này thua cao lắm ạ, nhưng mà quán cướp con holo cần này nhá, cướp được rồi, cướp thành công rồi. Nè, gắt kêu mày cướp thế. Bạn này ra dòng sớm muộn rồi.
Thua rồi bạn ơi. Chết rồi. Mình đua hàng chuỗi liên tục rồi này. Chết rồi. Đùa này chết người không? Đấy, đấy bị mạng rồi bạn ơi. 4 mana, 5 mana này. Chạy một vòng nữa thôi. Phượng Hoàng cấp 3 này bắn đau lắm này bạn này. Hả lại 13 rồi bạn này, cấp 10 này 10 xịn này. Thành cấp 10 xịn này, quá xịn luôn. Tiên nữ này 16. Biết tầm đẳng cấp, phong độ châu Âu. Rất khó chịu này đúng không các bạn? Kẻ áo mình cứ phỏng quần đi. Mang tăng ông. Ô cái đây kìa đúng không các bạn? Lại khai hỏa pháo tăng ông. Rồi win rồi bạn ơi. Win ngay. Ta mà không win được chẳng qua mình chẳng muốn thổi. Mình cứ để con cậu chùa trên kia nó cẩu thôi. Còn có gì mà không sao lại không win được. Bạn này cấp 11 nè. Băng. Cháy rẻ lâu nữa. Em bị thẻ thẻ rồi. Em ngán nhất là gặp cảnh này đây. Không, không, no, no, no. Em ngán nhất là gặp cảnh. Đó, bán hai mình thua bạn ơi, bán hai mình thua. Bạn này chơi nguyên bộ bao nhiêu xương này thua rồi. Không chơi hút linh hồn này nữa mình thua rồi. Bắn hết mình ơi, cái từ xương kia chọc quá đau không bạn ơi. Bạn ấy mở đầu ra được giảm mana. Bạn này chơi chủ yếu chơi ba đường không? Ngày qua bạn ấy chơi sờ cooking nhớt xương nhiều lắm bạn, cùng vẫn chơi mộ. Bạn ấy về lết bật bật sờ cooking thì thôi rồi bạn. Rời đỡ luôn. Mình chưa muốn bắn đâu nha, đừng để mình bắn căn đông. Thế rồi bạn này chơi xương sao đây? Chín ba bốn mươi, chín bốn ba mươi, đúng bạn này chơi xương rồi. Mình lại gặp đối thủ rồi. Đau lòng thế. Xem bạn này có chơi mộ ông, đúng chơi mộ kìa. Bạn này chơi quân cũng được nhưng mà bạn ấy kiểu dạng chơi cả con hồi sinh á. Thua cái này rồi. Chọc đau quá bạn ạ. Mẹ, bạn này chơi một mộ. Quân bạn này hôm nay gặp đẹp quá. Có một mộ, hai con này, hai hun hồi sinh kêu quen. Xui quá. Quân bạn ấy nó đẹp thế, đẹp đúng lúc đẹp luôn đấy. Có
ván này em còn mở rương Victory Trend nào. Bắn Phượng Hoàng ạ, tầm này thường level 3 gặp Phượng Hoàng level 4 là quá khỏe rồi. 10 thẻ Legendary mới nâng cấp được mà level 14 thì phải nói là các bạn phải hiểu rồi đúng không? Nó quá khỏe luôn rồi. Anh Kim nha. Chơi kiểu này ai chơi? Chơi kiểu tiên xong rồi hồi máu nữa. Kiểu khó chịu nha bạn nhỉ. Kiểu rất khó chịu luôn. Bạn này vừa mất 5 mana nhá. Bây giờ mình tiến hành chơi cậu chuột thôi. Áo Mito này. Áo Mito. Nào. Đó nhận lý chiêu về. Tiếp chiêu, tiếp chiêu. Tiếp chiêu. Tiếp chiêu, mình cũng tí thua rồi bạn ơi. Còn 285 máu nữa thôi. Nguy hiểm quá. Mở gương nhá nhá. 3 thẻ. Không có 3 thẻ bạn ơi, buồn thế. Không được 3 thẻ kìa. Thôi chạy được 3 thẻ thôi nhỉ bạn nhé. Được bao nhiêu được không? Ok, mình xin dừng tạm clip nha. Hôm nay mình đang đặt nha cho bạn xem đúng không? Thực sự là chuỗi thua khá là nhiều. Nhưng hơi đen đúng không bạn không nhỉ? Các bạn hãy like đăng ký kênh của mình nhé. Tối nay có gì nếu mà họp được không? Anh em nào mà muốn đấy anh em thể vào đường link nhóm nhá. Ok, hẹn gặp bạn clip tiếp theo.